Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các trường trung học phổ thông không chuyên năm học 2024-2025 diễn ra vào ngày 8 và 9 tháng 6 với 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của 4 trường trung học phổ thông chuyên và trường có lớp chuyên của Hà Nội, tiếp tục làm bài thi các môn chuyên trong ngày 10 tháng 6. Ghi nhận tại điểm thi trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng cầu giấy, hôm nay là ngày đầu tuần nên từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại điểm thi để làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh vào thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đến điểm thi từ 6 giờ 20 phút, An Khánh, quận Thanh Xuân, Hà Nội chạy ngay vào phòng thi bởi trời mưa khá mau. Em đăng ký thi chuyên lý và nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Hai ngày thi trước, em đã làm bài thi khá tốt. Tuy nhiên với bài thi chuyên hôm nay, em thấy hơi hồi hộp vì cũng xác định được là đề môn chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rất khó. Em sẽ cố gắng làm bài thi thật tốt để đỗ được vào ngôi trường mơ ước của tất cả học sinh thủ đô, nam sinh chia sẻ. Trái với An Khánh, Nguyễn Thái An, quận Thanh Xuân, thi chuyên toán vào trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam lại khá thoải mái trước bài thi chuyên cuối cùng này. Trước kỳ thi vào lớp 10 công lập, em đã tham dự kỳ thi chuyên của trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm. Ở bài thi của các trường này, em đều làm khá tốt, nên tâm lý của em trong buổi thi chuyên cuối cùng này cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cũng như các bạn trong lớp, em mong mình đỗ được vào trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Sáng ngày 9 tháng 6, thí sinh Hà Nội đã kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Đây cũng là lúc thí sinh và phụ huynh chờ từng ngày để biết điểm thi điểm chuẩn. Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, chậm nhất là ngày 2 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở, cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Sau khi công bố điểm bài thi, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường công lập. Cũng theo kế hoạch, từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường. Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội như sau. Điểm xét tuyển bằng điểm bài thi môn toán, cộng điểm bài thi môn ngữ văn nhân 2 và điểm bài thi môn ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên nếu có. Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0. Về nguyên tắc tuyển sinh, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội quy định chỉ tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Sở Giáo dục Đào tạo chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm không. Nguyên tắc xét tuyển đối với trường trung học phổ thông công lập là học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất là một điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất là hai điểm. Sau khi có điểm chuẩn, các trường sẽ tiến hành tiếp nhận xác nhận nhập học của học sinh ở cả ba nguyện vọng cùng lúc chứ không phải là tuyển xong nguyện vọng 1 mới tuyển các nguyện vọng còn lại. Ví dụ học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 vào trường trung học phổ thông Khương Hạ thì cũng sẽ nộp hồ sơ nhập học cùng thời điểm với học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường này. Khi hạ điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lưu ý, sau khi công bố điểm thi và điểm chuẩn, học sinh cần đến cơ sở giáo dục nơi học lớp 9 để nhận phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tại đây, học sinh cũng sẽ nhận được hồ sơ học bạ cấp trung học cơ sở để nộp cho trường trung học phổ thông nơi trúng tuyển lớp 10. Việc xác nhận nhập học vào lớp 10 nếu trúng tuyển là nguyên tắc bắt buộc. Học sinh có thể xác nhận nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến. Tuy nhiên nếu như không xác nhận nhập học trong thời gian quy định thì hệ thống tuyển sinh sẽ mặc định học sinh không sử dụng quyền trúng tuyển vào trường. Hồ sơ nhập học bao gồm: giấy xác nhận nhập học, đơn xin nhập học vào lớp 10 của trường, học bạ trung học cơ sở bản chính, giấy khai sinh bản sao hợp lệ, trường hợp thiếu tuổi phải có giấy xác nhận của Sở Giáo dục đào tạo, giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cấp, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời, trường trung học cơ sở cấp, thẻ căn cước công dân của học sinh hoặc của cha mẹ học sinh, các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên do các cơ quan có thẩm quyền cấp nếu có. Cổng trường Trung học phổ thông Chu Văn An mở, nhiều thí sinh bước ra với gương mặt buồn bã và thất vọng. Một nữ sinh mặc đồng phục trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự ôm mặt khóc khi nhìn thấy mẹ. Người mẹ liên tục ôm vỗ vai động viên con. Nữ sinh cho biết em không làm được câu C bài hình, ước tính chỉ được 9,5 điểm. Đây không phải là số điểm mong muốn của em. Một số học sinh khác có chung cảm xúc hụt hẫng vì không đạt điểm tối đa. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, nam sinh giấu tên bày tỏ thất vọng vì không đủ thời gian làm hết câu 4C dù đã nghĩ ra lời giải vào phút chót. Nam sinh chia sẻ, em nghĩ mình chỉ được 9,25 đến 9,5 điểm. Việc các học sinh thi vào trường Chu Văn An, Việt Đức buồn bã vì chỉ được 9 đến 9,5 là điều dễ hiểu. Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường Chu Văn An là 44,5, trung bình là 8,9 điểm một môn. Điểm chuẩn vào trường Việt Đức là 43, trung bình là 8,6 điểm một môn. Hôm qua, bài thi môn văn được đánh giá là khó lấy điểm 8,5 đến 9. Sau đó, các thí sinh đều mong muốn làm tốt nhất bài thi toán để bù điểm cho văn khi cả hai môn này đều tính hệ số 2. Bên cạnh đó, rất nhiều học sinh thi hai trường nói trên sẽ tiếp tục thi chuyên vào ngày mai, ngày 10 tháng 6. Điểm bài thi đại trà có ý nghĩa quan trọng, càng cao thì càng hỗ trợ tốt cho bài thi môn chuyên. Cũng tại điểm thi trường trung học phổ thông Chu Văn An, nam sinh tên là Minh Quý, học sinh trường trung học cơ sở dịch vọng, xòe hai bàn tay khoe với bố vì tự tin đạt điểm 10. Em cho biết là mình hoàn thành bài thi tốt. Cô Nguyễn Thị Đông là giáo viên trường toán trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn nhận định đề thi toán năm nay giữ nguyên cấu trúc như các năm trước, đề hay bám sát kiến thức cơ bản và kỹ năng, phần phân loại học sinh chia làm hai mức, mức 1 nâng cao để đạt 9 điểm, mức 2 nâng cao để đạt 10 điểm, chỉ dành cho học sinh xuất sắc. Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên của Hà Nội năm 2024 chính thức khép lại trong cơn mưa tầm tã. Tính cả 3 buổi thi, toàn thành phố chỉ có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn văn, không có thí sinh nào vi phạm quy chế ở môn toán và tiếng Anh. Theo nhận định của các giáo viên, đề thi lớp 10 năm nay của Hà Nội bám sát định hướng ôn tập từ đầu năm, bám sát cấu trúc đến minh họa, giữ ổn định định dạng đề như các năm trước. Tuy vậy, mức độ phân loại học sinh trong đề thi ngữ văn tiếng Anh được đánh giá là tốt hơn năm 2023. Kỳ thi lớp 10 năm nay cũng là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Kể từ năm học tới, kỳ thi lớp 10 sẽ thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chưa có sự cố nào liên quan tới đề thi được phát hiện. Năm 2024, Hà Nội có gần 106.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập, chỉ tiêu dành cho học sinh không chuyên là gần 71.000, tỷ lệ trúng tuyển là 67%. Nhiều giáo viên nhận định đề thi toán vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm nay giảm độ khó so với các năm trước, dự báo nhiều thí sinh đạt 90 điểm. Theo thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên toán trường Vinschool, đề thi vào lớp 10 môn toán năm nay cấu trúc không thay đổi nhiều so với năm học trước, không gây khó khăn cho học sinh. Hàm lượng kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản cao không đánh đố. Học sinh chỉ cần có thời gian ôn luyện thực hành giải tốt các dạng toán cơ bản và làm bài cẩn thận thì có thể hoàn thành 75% đến 80% đề thi nhanh chóng. Học sinh sẽ được phân loại ở bài 1 ý 3, bài 3 ý 2b, bài 4 ý 3 và bài 5 Thầy bảo nói, điểm năm nay chắc sẽ có nhiều điểm 9, điểm 10, phổ điểm tập trung trong khoảng từ 7 đến 7,5. Nếu quản lý thời gian tốt, tính toán cẩn thận, trình bày đầy đủ, học sinh khá hoàn toàn có thể đạt được từ điểm 8 trở lên. Thầy Nguyễn Mạnh Cường là giáo viên toán hệ thống giáo dục học mãi nhận định đề thi toán năm nay giảm nhẹ độ khó, nhưng có sự phân hóa để đảm bảo yêu cầu tính chất của một đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Cấu trúc đề thi vẫn bao gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, với các dạng bài đã rất quen thuộc nhằm tránh gây ra sự xáo trộn bỡ ngỡ cho các thí sinh. Bài 1 là dạng quen thuộc và không gây khó khăn cho các bạn thí sinh khi làm bài. Ý 3 có thể mất điểm nếu thí sinh thiếu điều kiện. Bài 2 giữ nguyên tính ổn định về cấu trúc và dạng bài. Ý đầu là bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình có yếu tố thực tế, thí sinh cần có khả năng phân tích đề, chọn từ khóa và giữ kiện mấu chốt để giải quyết bài toán. Ý thứ hai là câu hỏi liên quan đến hình học không gian, thí sinh chỉ cần vận dụng đúng công thức là tìm ra đáp án. Bài 3 là các dạng bài quen thuộc và có giảm nhẹ về độ khó, tức là ý 2b. Cấu trúc bài toán tương tự như các năm gần đây, gồm câu hỏi giải hệ phương trình đưa về bậc nhất và câu hỏi về sự tương giao giữa đồ thị hai hàm số. Trong đó, ý 2B, thí sinh cần vận dụng định lý VS để xử lý. Biểu thức đề bài cho đã giảm bớt các bước biến đổi để vận dụng định lý. Bài 4, tương tự như đề thi các năm trước, đây là một bài toán về hình học và các dạng bài xuất hiện trong các câu hỏi đều là dạng bài quen thuộc như chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh góc bằng nhau, chứng minh đẳng thức và chứng minh đường thẳng đi qua điểm. Ý C của bài toán vẫn luôn là câu hỏi khó dành để phân loại thí sinh. Tuy nhiên, các dạng yêu cầu về mặt kiến thức và kỹ năng đều có sự giảm nhẹ so với đề thi năm 2023. Bài 5 vẫn là bài toán về bất đẳng thức và là câu hỏi có tính phân loại của đề. Bài toán giảm về độ khó và để giải quyết bài toán, thí sinh cần vận dụng linh hoạt các kỹ năng biến đổi biểu thức và áp dụng bất đẳng thức hợp lý đúng thời điểm với các sự kiện đề bài đã cho.